Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hôm nay câu chuyện ở trong Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học Phi-rơ, ông chối Chúa Giê-xu và sau đó đã được phục hồi. Các phần Kinh Thánh trong buổi tối hôm nay xin chúng ta cùng đến để chúng ta thấy khung cảnh của câu chuyện mà chúng ta cùng nhau học hỏi. Luca 22, câu 31-34. Luca thứ 22 câu 31-34 và sau đó là 54-62. Hỡi Simon, Simon, này Satan đòi sàng sải các ngươi như lúa mì. Nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ. Phi-rơ thưa, thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa. Đức Chúa Giê-xu đáp, hỡi Phi-rơ, ta bảo cho ngươi biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết ta. 54-62. Họ bắt Đức Chúa Giê-xu dẫn đi và dạy ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-rơ đi theo ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-rơ cũng ngồi ở giữa họ. Một đệ tớ gái thấy Phi-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói, ông này cũng ở với người ấy. Nhưng Phi-rơ liền chối và nói, này chị kia, tôi không biết ông ấy đâu. Một lúc sau có người khác thấy Phi-rơ và nói, ông cũng thuộc về bọn đó. Phi-rơ đáp, này anh, không phải đâu. Khoảng một giờ sau có kẻ khác quả quyết rằng chắc chắn ông này cũng ở với Giê-xu vì ông ta cũng là người Galilee. Nhưng Phi-rơ nói, này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc Phi-rơ còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ chối ta ba lần. Phi-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Một phần Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bức ảnh tương phản của một người nghĩ rằng mình có thừa khả năng để có thể trung tín đi với Chúa. Luôn cả đến khi tính mạng bị đe dọa cũng sẵn sàng để có thể đi với Chúa. Nhưng mà rồi ngã một cách tức tưởi. Một hình ảnh tương phản là Chúa ngài biết những điều đó và ngài đã báo cho Phi-rơ. Ước gì ông nhận biết được điều Chúa ngài tuyên báo và có một cái cách để đối xử với lại cái lời tuyên báo của Chúa một cách vững vàng hơn để ông không rơi vào trong tình trạng là chối Chúa đến ba lần như vậy. Thì chúng ta học bài học này để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm của sự thất bại của Phi-rơ. Nhưng mà cái điều chính mà chúng ta cần thấy tại đây là Chúa Giê-xu là đấng tha thứ. Không phải là chuyện xong rồi Chúa mới tha thứ. Nhưng mà Chúa biết chúng ta sẽ phạm tội, chúng ta sẽ vấp ngã. Và Chúa ngài đã công bố sự tha thứ của ngài từ đó. Có nghĩa là trước khi chúng ta phạm tội, Đức Chúa Trời ngài đã có kế hoạch để tha thứ chúng ta và phục hồi chúng ta. Đây là một điều lạ lùng nhất mà chúng ta có thể thấy về cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Ngài là đấng biết tất cả mọi sự. Đây là điều mà đối với cá nhân tôi thì tôi chịu một cái sự nhận biết và biết ơn Chúa nhiều lắm. Anh xem, Chúa không phải chỉ biết một phần của đời sống chúng ta, ngài chỉ biết những chuyện chúng ta đến, chúng ta xưng ra trước mặt Chúa. Nhưng Chúa biết tất cả cuộc đời của chúng ta. Trước khi Phi-rơ phạm tội, Chúa ngài đã báo trước cho nó rằng, ngươi nói như vậy nhưng mà thật ra, trước khi gà gáy người sẽ chối ta không phải một lần, hai lần, mà đến ba lần. Chúa biết. Và ngài cũng báo trước cho, để Phi-rơ ông có thể chuẩn bị tinh thần của mình. Nhưng mà rất tiếc là ông lúc bây giờ chưa học được bài học. Nhưng mà sau này, thì như lời của Chúa nói rằng, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ. Và chúng ta sau này chúng ta thấy Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì. Những lời khuyên của ông thì rất là tốt đẹp, giúp đỡ cho chúng ta. Ông biết chúng ta có một kẻ thù chung là ma quỷ rình mò chung quanh chúng ta, như sự tư rống rình mò chung quanh chúng ta. Và nó xem ai nó có thể nuốt được. Thì chắc chắn là ông chia sẻ điều này, ông nhớ đến kinh nghiệm của ông. Chúa Giê-xu bảo đó là Sa-tăng đòi sàng sải người. Sa-tăng không đến với tất cả 12 người, nhưng mà nó chấm Phi-rơ. Cho nên ông biết điều đó. Và sau này ông nói, Sa-tăng như sư tử rống.
rình mò chung quanh anh em xem ai nó có thể nuốt được. Và Chúa đã bày tỏ điều đó cho Phi-e-rơ. Cho nên chúng ta học ngày hôm nay với đại ý của bài học của chúng ta là Chúa Giê-xu vẫn tha thứ ngay cả khi tôi phạm tội. Và đây là điều mà chúng ta biết ơn Chúa vô cùng. Chúa Giê-xu tha tội cho chúng ta. Và chúng ta có thể nghe cha mẹ. Nếu chúng ta lớn lên trong gia đình tin Chúa thì chúng ta có thể nghe cha mẹ, ông bà đã nói lên điều này. Nếu chúng ta lớn lên trong hội thánh, chúng ta cũng có thể nghe điều đó ở trong trường Chủ nhật. Nhưng mà chúng ta có hiểu đầy đủ hàm ý của lẽ thật này hay không? Để thật sự hiểu, điều hết sức quan trọng là chúng ta phải hiểu cái từ ngữ tội lỗi có nghĩa là gì. Theo như định nghĩa của tiếng Hy Lạp, thì từ tội lỗi có nghĩa là bắn trật mục tiêu. Như một người bắn cung, giương cái cung mình lên, buông ra tay của mình thì chúng ta thấy mũi tên nó bay đi. Và đáng lý ra nó phải cắm vào ở giữa hồng tâm hay là ở trong cái vòng tròn ở bên trong của cái bia đó. Thì đó là chính xác. Nhưng mà khi nó không đi đúng mục đích, nó trật ra bên ngoài, thì từ ngữ của cái môn bắn cung họ gọi là sin, là phạm tội. Bởi vì trật cái mục đích. Ý nghĩa đó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài có mục đích cho đời sống của mỗi người chúng ta. Ngài có mục tiêu cho cuộc đời của chúng ta. Ngài dựng nên chúng ta để làm gì và phước hạnh mà chúng ta có thể hưởng được ra sao. Nhưng khi chúng ta có những hành động, chúng ta có những lời nói, chúng ta có những tư tưởng mà nó trật đi cái mục đích đó, thì đó là tội. Tội là chúng ta không sống đúng theo như ý định của Chúa cho đời sống của chúng ta. Tội lỗi là những công việc chúng ta làm sau khi chúng ta đã trật mất mục tiêu đó. Cho nên Kinh Thánh nói một cách rất là rõ ràng để chúng ta nhớ. Chúng ta thì thường, chúng ta quen miệng, chúng ta sử dụng tội khác hơn với tội lỗi. Chúng ta nhớ vậy. Tội lỗi là những cái công việc, những cái hành động chúng ta làm. Còn tội đó là khi chúng ta tách Chúa, chúng ta không nhờ cậy Chúa, chúng ta không tin cậy Chúa, chúng ta không ở trong mối liên hệ với Chúa. Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta được Chúa yêu và chúng ta yêu Chúa trở lại. Ngài dựng nên chúng ta để chúng ta làm những công việc mà Chúa định trước cho chúng ta làm theo. Và khi chúng ta chọn xoay lưng đối với Chúa và chúng ta sống khác hơn với ý định của Chúa cho đời sống của chúng ta, đó là tội. Và khi chúng ta xoay lưng khỏi Chúa, chúng ta tách rời Ngài, chúng ta không có mối liên hệ với Chúa đó, thì tất cả những việc còn lại đó là tội lỗi của chúng ta. Nên chúng ta nhớ điều đó. Và khi Chúa Ngài giải quyết đó, để chúng ta để ý đến điều này, để chúng ta có thể nắm chắc về sự cứu rỗi của mình đó, đó là Chúa Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tha thứ chúng ta và Ngài phục hồi mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Và đó là việc chính. Rồi sau đó những công việc như là chúng ta không còn làm điều này, không còn làm điều kia nữa đó, đó là kết quả của việc chúng ta được phục hồi và bây giờ chúng ta bắn trúng mục đích. Anh chị em nắm được vấn đề không? Cho nên khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy được rằng nhiều khi chúng ta chỉ xin Chúa tha thứ những cái tội lỗi, và các tôn giáo khác cũng vậy, là cố gắng tu sửa để giải quyết những cái tội lỗi. Nhưng mà cái chính tội của mình đối với Chúa, mình không thờ phượng Chúa, mình không sống đúng theo mục đích của Chúa đó, đó mới là việc chính. Mà những điều đó thì tích lũy công đức, chúng ta có đắp đường, chúng ta có thể xây chùa, chúng ta có tế bần, chúng ta có thể làm cái gì đi nữa đó, thì tất cả điều đó không giải quyết được. Cái vấn đề là chúng ta hụt mất sự vinh hiển của Chúa, chúng ta sống không đúng tiêu chuẩn mà Chúa Ngài đã định, chúng ta đã trật mất cái mục tiêu mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Thì điều đó phải được giải quyết trước, rồi thì những thứ kia mới có thể thực hiện được. Và cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái từ tội lỗi như thế nào, thì lúc bây giờ sẽ giúp đỡ cho chúng ta thấy trong cuộc sống thì không phải là trò chơi như chủ đề mà chúng ta đang học ở tại đây. Nhắc nhở cho chúng ta biết rằng trong cuộc đời có những cái khúc quanh ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì một cái tiêu chuẩn mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta để chúng ta bắn trúng cái mục đích đó. Đó là Đức Chúa Trời, Ngài là Thánh và Ngài gọi chúng ta để trở nên Thánh giống như Ngài. Chúng ta cũng đã học biết Thánh khiết là gì ở trong tuần số 1. Để chúng ta nhớ rằng Thánh khiết là biệt riêng ra để dành cho một công tác, một công việc. Như chúng ta đã định nghĩa cái sự sức giàu để tách riêng ra những cái khí mạnh ở trong đền thờ, đền tạm. Thì những cái bình, những cái bàn đó thì trước khi nó được sức giàu biệt riêng ra thì nó cũng giống như những cái bàn khác. Nhưng mà ngay cái giây phút nó được chọn
được biệt riêng ra thì nó trở nên vật dụng thánh ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ nó không được quyền sử dụng cho bất cứ một công việc nào khác, chỉ trừ ra công việc là đã định cho nó ở trong đền thờ. Aaron và các con trai của ông cũng vậy. Khi được sự sức giàu biệt riêng ra là những người thánh của Chúa, thì công việc của họ là phụng sự Đức Giê-hô-va ở trong công tác mà Chúa Ngài giao cho họ. Trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta được Chúa Ngài gọi chọn chúng ta, thì Ngài cũng muốn biệt riêng chúng ta để chúng ta trở nên thánh. Cho nên chúng ta được gọi là hội thánh của Chúa. Hội thánh và định nghĩa thánh của chúng ta khác hơn định nghĩa của Công giáo. Công giáo một người được xưng thánh là cái người đó phải làm được phép lạ và đủ một số những tiêu chuẩn của giáo hội. Nhưng mà lời của Chúa thì định nghĩa những người thánh đồ của Chúa là những người được Chúa cứu, Chúa biệt riêng ra, Chúa gọi từ giữa thế gian này để chúng ta sống cho Chúa và sự kêu gọi của Ngài. Vì Chúa là thánh cho nên chúng ta cũng phải trở nên thánh giống như vậy. Cảm ơn Chúa, chúng ta thừa biết rằng cá nhân chúng ta không thể nào đạt được cái tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời như Roma chương 3 câu số 23 đó. Vì không đạt được tiêu chuẩn thánh khiết và hoàn hảo của Đức Chúa Trời nên tất cả chúng ta đều cần sự tha thứ. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng ta và Ngài sẵn sàng để tha thứ cho chúng ta. Bài học hôm nay cho thấy Chúa Giê-xu tha thứ cho những tội lỗi ở trong tương lai, ở trong hiện tại, cũng như tội lỗi trong quá khứ của Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu biết rằng Phi-e-rơ sẽ phạm tội ngay cả trước khi Phi-e-rơ phạm tội. Và như tôi nói với anh chị em, ở đây là điều đặc biệt. Tình yêu của Chúa lớn đến như vậy. Ngài biết là Phi-e-rơ phạm tội. Tối hôm qua tôi có đưa một cái ý để mời các anh chị em suy nghĩ. Chúa Giê-xu thức thâu đêm để cầu nguyện. Rồi sáng sớm Ngài đi xuống, Ngài gặp ở trong tất cả các môn đồ của Chúa lựa ra 12 người, lập họ làm sứ đồ, để Chúa Ngài sai phái họ đi ra. Chữ sứ đồ có nghĩa là chịu sai phái đi ra. Thì họ là rường cột của hội thánh của Chúa. Và trong đó có Judas Iscariot. Chúa biết ông sẽ phản Chúa đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cho ông có cái cơ hội để làm cái quyết định khác hơn cho đến giây phút cuối cùng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Chúa Ngài chỉ ra, Chúa nói rằng có người sẽ phản ta. Thì các môn đồ của Chúa sầm sì hỏi, ai trong chúng ta là người sẽ phản thầy? Thì Chúa nói cái kẻ mà chấm bánh vào trong chén của ta. Ngay lúc đó Judas Iscariot chấm cái tay của ông, cái miếng bánh của ông vào ở trong chén rượu nho của Chúa. Chúa cho ông có cơ hội đến giờ phút đó, nhưng ông vẫn không ăn năn, không thay đổi ý định của mình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, khi Judas bước ra ngoài trời tối đó, thì Satan liền nhập vào ở trong lòng của người. Như vậy chúng ta thấy bởi lòng yêu thương, nhân từ và với cái sự biết hết tất cả mọi sự đấng toàn tri đó, Chúa Giê-xu cho Judas Iscariot có cơ hội cho đến giây phút cuối. Và đây là một điều tuyệt vời khác nữa về tình yêu của Chúa dành cho con người của chúng ta. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, Phi-e-rơ tại đây. Ông đã được Chúa Ngài báo trước, nhưng mà ông đã không để ý đến những điều Chúa Ngài bảo. Dù Phi-e-rơ không chú ý đến cái lời cảnh báo, Chúa Giê-xu vẫn sẵn lòng tha thứ và phục hồi ông. Thì đó dắt chúng ta đến phần đầu tiên, câu 31 đến 34, chúng ta cùng xem lại và để ý một số điều tại đây. Hỡi Simon, Simon, này Satan đòi sàng sải con như lúa mì. Nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ. Phi-e-rơ thưa, thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa. Đức Chúa Giê-xu đáp, hỡi Phi-e-rơ, ta bảo cho con biết hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết ta. Chúng ta thấy điều gì về Đức Chúa Trời trong các câu kinh thánh này? Thứ hai là chúng ta thấy điều gì về con người trong phần kinh thánh này? Câu thứ nhất trước đi, chúng ta xin phát biểu đóng góp. Chúng ta thấy gì về Đức Chúa Trời trong mấy câu kinh thánh này? Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong nhục thể đó. Dạ. Chúa biết hết tất cả mọi sự. Chúa biết. Yeah, Chúa biết trước. Okay.
Anh chị em có thấy cái sự hậu thuẫn yểm trợ của Chúa tại đây không? Dạ. Chúa cầu nguyện cho Führer. Và Chúa nghe cầu nguyện cho ông cái gì? Nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Chúa báo trước là Satan đòi sàn sải Führer. Và Chúa cũng biết cái điều đó. Và Ngài báo cho Führer biết điều đó. Nhưng mà để ý đến tại đây anh chị em là Chúa Ngài không ngăn chặn cái điều này. Nhưng mà Chúa Ngài cầu nguyện cho Führer. Chúa cũng cầu nguyện là ông sẽ được bảo vệ bỏ trong cái bọc, gìn giữ bảo vệ. Nhưng mà Chúa Ngài cầu nguyện để đức tin của ông không kém, không thiếu. Cảm ơn Chúa. Bởi vì mình phản bội Thầy và chối Thầy như vậy đó, thì sẽ đến một cái lúc mà chúng ta thấy rằng trong tấm lòng của Führer có thể ông không tha thứ cho ông nữa. Ông không còn có đức tin để tin rằng Chúa có thể tha thứ ông, bởi vì ông nói một đàng, ông làm một việc khác. Mà cái lời công bố của ông gọi là hết sức là mạnh mẽ đó, không phải chỉ riêng với ông với Chúa mà cho nhiều người nghe nữa. Thì chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh như vậy, có thể Führer sẽ đi đến cái chỗ nó rằng con không dám tin là Chúa Ngài tha thứ cho con nữa. Và có thể đó là cái tâm trạng của Judas Iscariot. Cho nên ông đi, ông hối hận, rồi ông đi, ông thắt cổ, ông chết. Còn Führer thì chúng ta thấy ở tại đây là ông vẫn nán lại với các anh em, nán lại cho đến khi Chúa Ngài phục hồi ông. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thấy điều khác, điều gì khác nữa trong phần này về Đức Chúa Trời? Chúa tha thứ cho Führer, ngay cái Führer phạm tội. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta học gì về con người? Học được gì về con người tại đây? Con người của chúng ta giống như Führer đó, chúng ta hay cậy sức riêng của mình. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta đúng như Chúa nghe nói đó. Có nhiều khi thì chúng ta rất muốn. Như tại đây tôi tin rằng ông không có phải nói quá lời đâu. Nhưng mà lúc đó đó là ông, lòng của ông sôi sục cái tinh thần và yêu Chúa của mình. Cho nên ông đã tuyên bố cái điều đó. Sẽ đồng sống đồng chết với Thầy. Có nghĩa là ông sát cánh, ông đi với Chúa. Chúng ta nhớ khi mà cái mẻ lưới lạ lùng đó xảy ra đó, thì ông đã nhận biết đấng mà đang đứng trước mặt mình ở tại đây không phải là một con người bình thường. Ngài là Đức Chúa Trời. Và ông đã thấy được cái ô trược trong đời sống của mình. Cho nên tôi tin rằng ông bỏ tất cả mọi sự đi theo Chúa đó là một cái quyết tâm mà chúng ta thấy rằng rất thật. Anh chị em thấy nhiều khi ý chí và tấm lòng của chúng ta ước muốn làm một điều đó, dù nó mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng biết rằng nó không đủ để đối diện với một số những cái tình huống, những cái hoàn cảnh. Mà tí nữa chúng ta có thể được nhắc nhở trong cái việc ông vấp ngã tại đây. Ok. Còn điều nào khác chúng ta học được về con người? Dạ. Dạ. Rất dễ để chúng ta sẽ rơi trong tình trạng đã nói rồi mà không chịu nghe. Tại không chưa? Nhưng mà tại đây thì Chúa Ngài đối xử với Führer khác. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài yêu thương, Ngài cảm thương cho sự yếu đuối của chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài có thể từ chối Führer và nói thôi, anh về đi. Tôi gọi anh đi theo tôi mà đến cái giờ phút mà hết sức là quan trọng, cần thiết đó. Thì anh không phải chối tôi một lần mà nhiều lần. Chúa có thể đuổi Führer đi về. Nhưng mà Chúa đã không làm điều đó. Thay điều đó thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đưa ra lời cảnh báo và lời hứa về sự khôi phục ở trong tương lai.
Ở đây cũng là một điều tuyệt vời khác về Chúa mà chúng ta cần học. Chúa ngài nhìn thấy cuộc đời chúng ta, suốt cả cái đoạn đường cuộc đời chúng ta, chứ không phải chuyện ngay trước mắt mà thôi. Chúa nhìn một cái ngài thấy cả cuộc đời chúng ta, từ lúc chúng ta ngoe ngoe khóc chào đời cho đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Chúa thấy hết tất cả. Và những điều diễn ra trong suốt những cái ngày đó của cuộc đời chúng ta đó, Chúa biết hết. Cho nên thái độ khôn ngoan nhất của chúng ta đó là luôn luôn nhờ cậy và xin, như tác giả của Thi Thiên 25 lại Đức Sê-va, xin cho con biết đường lối của Ngài và dạy con các nẻo đàng của Ngài. Một trong những điều mà nó giúp đỡ cho tôi rất nhiều đó là khi đối diện với những cái ngày lễ lớn, những cái sinh hoạt mà tôi hầu việc Chúa với Hội Thánh của chúng ta là 40 năm mà 40 cái lễ Giáng sinh, thì những câu chuyện của Kinh Thánh về lễ Giáng sinh đó nó cũng chỉ chừng đó. Thì sẽ có những cái lúc đặt cái câu hỏi, Chúa ơi, năm nay con có cái gì để con giảng nó mới hơn một chút cho cả anh em của con, hay là phục sinh, hay là lễ này lễ kia. Các cái ngày thường khác thì chúng ta thấy nó dễ rồi, mình có thể, nhưng mà đối với những ngày lễ đặc biệt thì một trong những cái áp lực đó là mình có cái gì để giúp đỡ cho anh em, để mình mới đọc cái phần Kinh Thánh nó nói cái bài này mình nghe ông giảng rồi. Thì một trong những cái ý tưởng giúp cho tôi đó là Chúa biết trong chức vụ của tôi sẽ giảng bao nhiêu bài giảng. Chúa nhật nào tôi giảng bài nào. Chúa biết. Trước khi tôi giảng cái bài đó Chúa cũng biết rồi. Cho nên tôi xin Chúa là lại Chúa, Chúa nhật này hay là Giáng sinh này, phục sinh này con phải giảng bài nào, giảng về điều gì. Xin Chúa nghe bài tỏ vì Chúa biết hết tất cả về cuộc đời của con. Và đó nó giảm bớt được cái áp lực. Người ta nói rằng một vị mục sư hầu vị Chúa dễ nhất đó là trong vòng 4 năm hết một cái nhiệm kỳ thiên chuyển đi chỗ khác là dễ nhất. Bởi vì mình đến đó mình có thể giảng lại những cái bài giảng mà hội chúng chưa bao giờ nghe, thì họ sẽ nghe lần đầu tiên. Nhưng mà ở lại với một hội thánh mà lâu ngày như chúng tôi đó, và đến 40 năm anh chị em là sẽ đối diện với nhiều áp lực lắm. Nếu không tươi mới ở trước mặt Chúa, chúng tôi sẽ cho anh chị em ăn đồ ăn cũ. Mà nhiều người trong chúng ta không thích đồ ăn cũ, phải không? Hâm lại không thích, mà phải là bài nó mới. Để cảm ơn Chúa, trong ơn của Chúa, trong sự dẫn dắt của Ngài thì Kinh Thánh có thể là cùng một đoạn Kinh Thánh, nhưng mà sứ điệp không bao giờ giống nhau. Đó là điều tuyệt vời về sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống của chúng ta. Trở lại trong cuộc đời của anh chị em, mỗi một người trong chúng ta cũng có thể xin Chúa hướng dẫn chúng ta từng ngày một của cuộc đời chúng ta như vậy. Chúa biết ngày hôm nay cuộc đời của con như thế nào. Hôm nay khi con ra đường, con xe của con nhập vào xa lộ để con đi, thì có cái gì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của con? Xin Chúa bày tỏ, gìn giữ, bảo vệ. Ở khi chúng ta cầu nguyện xin sự bảo vệ của Chúa, đừng có cầu nguyện như con vẹt mà nhận biết điều đó. Chúa có thể báo cho chúng ta biết, Chúa có thể đặt ở trong chúng ta để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể tránh được tai nạn. Như hôm Chủ nhật chúng ta học, nhiều khi mình bị kẹt xe ở tại cái đèn xanh đèn đỏ hay là đường rầy xe lửa đó. Đừng ngồi bực mình và nói rằng sao hôm nay xui xẻo, đi đến đâu cũng bị kỳ đà cản mũi hết đó. Nhưng mà biết đâu chừng có thể Đức Chúa Trời ngày gìn giữ bảo vệ chúng ta. Vì nếu chúng ta qua phía bên kia của đường rầy xe lửa, có thể là nó đụng mình chết rồi đó, hay là có một cái việc gì chờ đợi chúng ta bên đó. Chúa cho có cái sự trì trễ mà Chúa ngày cho chúng ta còn giữ được mạng sống của mình. Tôi suy nghĩ và chia sẻ với anh em xong thì cũng có một vài người nhắn tin ở trong cái lời bình luận đó. Và cảm ơn Chúa là Chúa gìn giữ mục sư để chúng tôi được nghe mục sư giảng. Cảm ơn Chúa, Chúa giữ cái mạng. Để chứ không là hôm đó mà ngồi trên cái ghế hớt tóc đó thì xong rồi. Mà cảm ơn Chúa. Chúa cho tuột xuống, đi về nhà và giữ được mạng sống ngày hôm nay. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng biết hết tất cả mọi sự. Một trong những điều mà xin Chúa ngài giúp cho chúng ta trong phần này để chúng ta rút tỉa đó, là chúng ta cần để ý đến những lời cáo trách của Chúa và những cái sự hướng dẫn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Dù điều đó có thể là ngay cái giây phút đó đó, tôi tin rằng Phi-rơ, ông tin rằng ông có thể chối Chúa một cách tức tưởi như vậy. Rồi cho đến giờ phút đó đó là ông gần gũi với Chúa, ông sinh hoạt với các anh em, thấy phép lạ Chúa làm đủ mọi thứ hết. Thành ra Phi-rơ có thể tin chắc rằng mình sẽ đồng chết với Chúa, đồng sống, đồng chết với Chúa. Và nếu chúng ta đọc một số những cái câu chuyện trong lăng kính của các sách Tin Lành khác thì chúng ta biết rằng
ông là người đã rút gươm ra để chém đứt lỗ tai của Manchu. Tức là ông thật sự là ông muốn giữ cho cái điều ông có thể đồng chết đồng sống với Chúa đó. Chứ không phải là không, ông là một cái người cũng can đảm lắm. Nhưng mà có một số những điều lỗi lầm mà Phi-e-rơ đã làm dẫn ông đến một cái chỗ là ông có thể chối Chúa một cách tức tưởi như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta khi nhìn lại cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta đã sa ngã, có những lúc chúng ta đã chối Chúa bằng những cái hành động của mình, cái thái độ của mình. Ví dụ mình ngồi ở trong tiệm ăn, nhìn qua nhìn lại thấy đông người quá, thay vì mình hãnh diện tạ ơn Chúa cho bữa ăn trước khi mình ăn, thì mình nói chuyện này thôi, mình thầm nguyện được rồi, cầu nguyện lớn tiếng, kỳ quá. Mình chối Chúa, không dám bày tỏ ra mình là con gái của Chúa. Mình chối Chúa bằng những cái hình thức khác nhau. Thì trong những lúc như vậy, chúng ta có thể cảm thấy rằng cái lời cảnh báo mà Chúa Ngài đã báo cho Phi-e-rơ cũng như là trong cuộc đời của chúng ta đó, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã đó. Thì chúng ta có thể thất vọng về chính mình, sao mình tệ như vậy, sao mình yếu đuối như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ được khích lệ khi chúng ta nhận biết một điều là Chúa có thể tha thứ chúng ta dù chúng ta đã phạm tội. Bởi vì tình yêu của Ngài, khi chúng ta thật lòng ăn năn quay về, Chúa Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi phần kế tiếp. Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi hiện tại. Ở trong Luca chương 22 câu 54 cho đến 62. Họ bắt Đức Giê-xu dẫn đi và giải Ngài đến nhà của thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi ở giữa họ. Một đệ tớ gái thấy Phi-e-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói, ông này cũng ở với người ấy. Nhưng Phi-e-rơ liền chối và nói, này chị kia, tôi không biết ông ấy đâu. Một lúc sau có người khác thấy Phi-e-rơ và nói, ông cũng thuộc về bọn người đó. Phi-e-rơ đáp, này anh, không phải đâu. Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng chắc chắn ông này cũng ở với Giê-xu vì ông ta là người Galilee. Nhưng Phi-e-rơ nói, này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói thì gà gái. Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán, hôm nay khi gà chưa gái con sẽ chối ta ba lần. Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một số những điều về Đức Chúa Trời và rất nhiều điều về con người của chúng ta. Thì chúng ta học được gì về Đức Chúa Trời trong mấy câu này? Anh chị em có thấy Chúa có sai không? Ngài báo thì Ngài cảnh báo Phi-e-rơ, và Chúa nhận tại đây chúng ta thấy Chúa dùng cái yếu tố của thời gian. Nếu mà không có tiếng gà gái đó thì cái đó nó sẽ không đánh thức ông Phi-e-rơ, bởi vì ông đã để cho mình bị tuột xuống rồi, chối một lần, chối lần thứ hai, chối lần thứ ba. Nhưng Chúa Ngài gài cái câu chuyện này vào và Chúa Ngài cho biết một cái đánh dấu, và tôi tin rằng tiếng gái của con gà hôm đó nó nghe rất là cao và nó rất là trong. Gái một cái nó lọt tuốt vào trong lỗ tai của Phi-e-rơ liền, bởi vì ông nhớ lại tất cả những gì Chúa Giê-xu Ngài đã nói cho ông trước đó. Nên Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc một cái đắng cay. Cái chữ khóc lóc cái đắng cay tới đây ông tức lắm. Sao mình tệ đến như vậy? Nhưng mà một số những yếu tố chúng ta học được về con người ở trong các câu Kinh Thánh này, và nó là những cái điều kiện rất nguy hiểm để chúng ta có thể phản Chúa, chúng ta có thể chối Chúa. Chúng ta để ý đến, anh chị em có thấy yếu tố nào về con người tới đây rất dễ, nếu chúng ta để mình rơi vào trong tình trạng đó, chúng ta rất dễ để chối Chúa, bỏ Chúa. Phi-e-rơ cùng ngồi giữa họ. Một điều mà chúng ta thấy tại đây là cái lỗi của ông. Tôi tin là nó là cái lỗi thứ nhì, nhưng mà cũng rất là quan trọng. Ông cùng ngồi với họ. Khi ông còn cùng ngồi với Chúa Giê-xu, dự tiệc thánh với các anh em của mình, ông rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi ông tách rời, mặc dù ông yêu mến Chúa, ông không bỏ chạy giống như những người khác. Ông đi theo. Và sách Thánh Văn thì cho chúng ta biết là sứ đồ Văn đó, ông là người quen biết với gia đình của thầy tế lễ này. Cho nên ông đi vào
mà ông ở trong, ông ở gần ở trong. Còn Phi-e-rơ tại đây thì chúng ta thấy rằng ông cũng vào trong sân, rồi ông ngồi giữa họ. Khi chúng ta mất cái sự thông công mật thiết với anh chị em của mình, với hội thánh, mà chúng ta chơi với người đời đó, thì rất dễ để chúng ta chối Chúa, rất dễ để chúng ta bỏ Chúa. Một cái hình ảnh thứ hai mà chúng ta, thật ra thứ nhất mà chúng ta thấy tại đây mà Kinh Thánh ghi lại chúng ta, ghi chi tiết đó là Phi-e-rơ theo Chúa xa xa. Không xa lắm, gần đủ để Đức Chúa Giê-xu Ngài nhìn ông khi gã gái một cái, Chúa Ngài nhìn ông. Gần lắm, tức là cái khoảng để có thể nhìn và mắt có thể nhìn thấy nhau. Nhưng mà xa đủ để Kinh Thánh không nói là ông theo Chúa xa, nhưng ông theo xa xa thôi. Đó là cái thái độ và một cái vị trí mà rất là nguy hiểm. Khi chúng ta hâm hẩm là lúc Chúa nhả chúng ta ra. Và Chúa nói rằng ước gì người nóng hoặc là lạnh để biết được cái tình trạng của mình. Nhưng mà hâm hẩm mới là điều nguy hiểm. Theo Chúa mà theo gần thì tốt rồi. Theo Chúa mà xa đó, mình thấy mình lạnh, mình thấy mình yếu đó, thì là cũng sẽ kéo mình trở lại với Chúa. Nhưng mà cái xa xa đó là gần đủ mà cũng xa đủ. Đây là cái chỗ nguy hiểm. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta học về con người ở tại đây mà chúng ta tránh cái vấp ngã của Phi-e-rơ. Theo Chúa xa xa. Rồi xong rồi đứng xa xa với người mà trong sân thì nó lạnh, mà thấy người ta đang đốt củi, đốt lửa để sưởi thôi, thì rồi ngồi chung với họ. Ngồi chung với họ thì chắc là cũng sẽ nói chuyện qua lại. Thì ngồi gần lửa nó mập mờ như vậy đó, thì là cái đứa đầy tớ gái mà kia này, nếu chúng ta có chịu nghiên cứu thêm thì chúng ta thấy còn tức tuổi nữa. Cái chữ tớ gái tại đây là một thiếu nữ 12-13 tuổi thôi, chứ không phải là một cái người lính đang cầm gươm và đang kề dao, cầm gươm kề dao vào cổ của Führer. Nhưng mà đứa đầy tớ gái, cái chữ đầy tớ gái tại đây là một cái người thiếu nữ rất là trẻ, một đứa con gái nhỏ thôi, nhận diện ông. Ông chối. Nếu là một người lính, là một người mạnh mẽ, có thể đe dọa tính mạng đó, mà ông chối Chúa thì chúng ta, tại vì ông sợ. Nhưng ra đây thì chúng ta thấy chỉ một đứa con gái cũng làm cho Phi-e-rơ có thể chối không biết Chúa. Mình ngồi gần một chút, thì không biết là nói chuyện qua lại sao đó, nó lòi cái giọng Galilee của ông ra. Chắc chắn ông là người của bọn đó, tại vì ông nói giọng nói của người Galilee. Người Galilee có giọng nói đặc biệt, giống như người miền Tây, miền Nam của tôi đó. Thì cái chữ R nó thành chữ G. Đến độ mục sư Bùi Văn Ba, tôi nhớ khi qua bên Malaysia, trong những cái kỳ trại, ông chọc những người thuộc về miền Tây đó. Ông hỏi ở trong đố Kinh Thánh, mà ông vẽ một cái hamburger, thì ông hỏi đây là hình ảnh của sách gì trong Kinh Thánh. Hamburger, chữ Hebrew đó, thư Hebrew trong Kinh Thánh. Thì cái chữ G, chữ R trở thành chữ G đó. Con cá gô nó nhảy gột gột ở trong cái gỗ, thì nghe là người ta biết là dân miền Tây rồi, phải không chị em? Hay là người Trung, các quý vị có những cái giọng và cái cách nói của mình, người ta nghe là người ta biết thuộc về vùng nào. Galilee tại đây người ta nghe và người ta biết ông Phi-e-rơ là người của vùng Capernaum, người của vùng Galilee. Có một giọng nói đặc biệt. Thì chúng ta thấy tại đây là ông ngồi ở giữa họ và thân đủ để người ta có thể nghe và nhận biết giọng nói của ông. Thế là chúng ta thấy mặc dù không xa Chúa lắm, nhưng mà dần dần trở nên xa Chúa. Khi chúng ta càng trở nên và gần gũi với đời chừng nào, chúng ta càng dễ xa Chúa chừng đó. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Mặc dù chúng ta thấy ở tại đây Phi-e-rơ đã ngã một cách hết sức là tức tưởi như vậy, nhưng một điều mà cảm ơn Chúa là Chúa Ngài biết trước điều này. Cho nên Chúa Ngài đã tuyên bố cái sự tha thứ của Ngài trước khi Phi-e-rơ phạm tội. Cảm ơn Chúa. Ở trong cái khung cảnh này chúng ta thấy con người của chúng ta cũng như Phi-e-rơ tại đây, chúng ta học được
Nhiều khi vì một cái áp lực mà chúng ta đánh mất cái cơ hội đáng lý chúng ta có thể sống và làm sáng danh Chúa. Chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho người khác. Nhưng Phi-rơ tại đây, nếu ông để cho cái thắc mắc của những người này đặt cái câu hỏi với ông, đó là anh là người của người này, thì Phi-rơ có thể ông nắm bắt cái cơ hội đó. Đây là thời điểm để ông có thể bày tỏ ra cái quyết tâm của ông. Ông bằng lòng để sẵn sàng để đồng tù, đồng chết với Chúa. Ông đứng lên, ông nói phải. Tôi là người môn đồ, tôi là sứ đồ của Đấng Mê-si-a này. Đấng đến để chịu chết, đền nợ tội cho nhân loại. Ngài đến để các anh sẽ được cứu. Thì như vậy chúng ta thấy nó sẽ tốt biết chừng nào. Nhưng mà trong cái giờ phút đó, ông đã đánh mất cái cơ hội đó. Thì cũng vậy anh chị em trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta để cho những áp lực, để cho sự sợ hãi, sợ con người, chúng ta nhiều khi đánh mất những cái cơ hội để chúng ta có thể giảng về tin lành của Chúa, giới thiệu về Chúa cho những người lân cận của chúng ta. Anh chị em có thể đặt cái câu hỏi là ông Phi-rơ ông chối Chúa như vậy, còn ngày hôm nay thì chúng ta làm gì đến độ mình có thể chối Chúa được? Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ trong tấm lòng chúng ta qua một số những câu hỏi gợi ý tại đây. Ngày hôm nay bạn và tôi đã đánh trật mục tiêu như thế nào? Chúng ta phạm tội như thế nào? Chúng ta có thể trả lời điều này trong tấm lòng và tâm trí của chính mình, nhưng mà một số câu hỏi gợi ý tại đây. Hôm nay chúng ta có thể đã nói dối. Không sao, nói dối mà nó không có hại ai thì chắc không sao. Mình nổ chút xíu chắc cũng không sao. Hay là mình nói dối để nó tế nhị mà. Một trong những điều mà tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta đồng cảm với cái chuyện này lắm đó, là có cái người chị em nào đó mà vì lý do nào đó mình không có thích, mình không có thuận với nó. Cho mình dặn con cái ở trong nhà, cái bà đó mà gọi, nói mẹ không có ở nhà nha. Nói, không sao, mình nói dối như vậy tế nhị, mình không muốn tiếp xúc. Thôi mình nói như vậy nên cho nó tốt. Nhưng mà không ngờ là con của mình nó nghe. Và nó sẽ đi đến kết luận là mẹ của mình là cái người nói dối. Chúng ta vô tình chúng ta dạy con của chúng ta nói dối. Vì chúng ta cho rằng đó là cái sự tế nhị. Và cái việc khác nữa để chúng ta có thể thấy ở đây cũng là tế nhị. Nói dối. Câu chuyện này là chuyện rất là thật mà chúng tôi biết rất là rõ từng chi tiết. Và sáng hôm đó, một người chị em chở con của mình đi ra ngoài ngân hàng và rút một số tiền. Nó thấy rõ ràng mẹ của nó có tiền bỏ trong ví. Về tới nhà thì mới bước vào trong nhà một lúc thì có mấy đứa gọi là Girl Scout hướng đạo nữ đó, nó đến nó gõ cửa, nó bán bánh cookie, Girl Scout cookie, gõ cửa. Thì chị em này mở cửa ra, nói rằng tôi không có tiền, nên đi chỗ khác. Con đứng ở phía sau nói mẹ mình có tiền mà. Tại mà mới thấy rõ ràng là mẹ của nó với nó mới từ ở ngoài ngân hàng đi về. Nó mới rút tiền và nó thấy bỏ tiền vô trong ví. Mà bây giờ trả lời thì nó là không có tiền, đuổi mấy đứa nhỏ đi chỗ khác. Anh chị em, rất dễ để chúng ta chối Chúa bằng những cái công việc như vậy, những hành động như vậy. Thì có thể chúng ta nói rằng đó là tế nhị. Nhưng mà chúng ta đang làm một cái cớ pháp phạm rất lớn cho người trong nhà của mình, con cái của mình. Chúng ta có thể mượn những thứ từ văn phòng, từ nhà thờ mà mình không có kế hoạch để trả lại. Vì đó rất là dễ xảy ra. Hay là hôm nay chúng ta có thể bày tỏ cái thái độ tức giận của mình rất là tồi tệ khi chúng ta lái xe. Đấy. Chúng ta đưa ngón tay, đưa cánh tay gì đó của mình lên trong lúc đó. Hay là những cái cử chỉ khác nữa. Thêm một điều khác chúng ta có thể rất dễ xảy ra là mình nói xấu với một người bạn của mình về một thành viên trong hội thánh. Mà ta không có cơ hội để giải thích.
để có thể bào chữa cho họ. Đó cũng là điều nguy hiểm. Rất dễ để chúng ta bị rơi vào trong những công việc như vậy. Nhưng mà bất kể tình hình ra như thế nào, Chúa Giêsu biết chúng ta sẽ làm những điều đó. Cho nên khi Chúa nghe cáo trách ăn năn, từ bỏ, nhận sự tha thứ của Chúa rồi tấn tới. Bởi vì đó có thể là những thứ còn động lại thuộc về văn hóa ở trong con người của chúng ta. Người Mỹ khi họ nghe những điều này, họ nói rằng vô lý. Bởi vì họ lớn lên và họ không có cái lối gọi là nói láo để có tính cách tế nhị như vậy. Chúng ta thì núp ở phía sau cái tế nhị. Mà bây giờ trong ánh sáng của lời của Chúa, Chúa cho chúng ta dẹp nó luôn. Và chúng ta biết rằng nói láo là nói láo, chứ không có nói láo gọi là vô bổ, vô hại thì không sao. Nổ chút không sao. Nhưng mà xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ sống có nơi có, không nơi không. Mỗi văn hóa cũng có những cái gút mắt của nó. Thì tôi kể với anh chị em cái quá trình mà Chúa ngài dắt hội thánh của Chúa để chúng ta đi tìm sự phục hưng. Thì Chúa ngài dạy cho tôi một ngày mà tôi khóc ở trong nước mắt và học một cách rất là sâu xa đối với Chúa. Khi chúng ta tìm xem mình còn có những cái đồng lũy, có những cái tội lỗi nào có thể ngăn trở sự hiện diện của Chúa mà Chúa chưa thể phục hưng hội thánh của Chúa. Thì trong sự cầu nguyện thì Chúa ngài hỏi tôi một câu hỏi. Đó là khi mình lấy đồ của người khác mà không có mặt họ tại đó thì gọi là cái gì? Quan trọng. Còn mình lấy của họ trước mặt họ thì cái đó gọi là cái gì? Cướp. Xong rồi Chúa hỏi gì chứ con à? Một cái hộp tâm xỉa răng 500 cây thì nó bao nhiêu tiền? Tại cái thời đó anh chị em nó chỉ có 99 xu. Rồi dạ Chúa nó chỉ có 99 xu thôi. 99 cent. Cho nên vậy mà con cái của ta bằng lòng bán cái mối liên hệ của ta với chúng nó bằng mấy cây tâm xỉa răng. Tôi bật ngửa anh xem. Và Chúa ngài liền nhắc tôi. Các con thấy. Đi ăn phở. Đi ăn tiệm ăn. Thì người ta để một cái hộp tâm xỉa răng đó với cái sự gọi là hàm ý. Là bạn ăn một tô phở. Bạn lấy một cây tâm thôi. Nhưng mà không. Mình lấy 5-3 cây mình bỏ trong túi để mình xỉa sao? Thì cái đó nó rơi vào trong cái dạng gọi là lấy của mà người ta không biết. Lặng trọng. Rồi xong Chúa hỏi gì chứ một cái túi giấy chùi miệng, napkin, làm bao nhiêu tiền? Cũng mấy trăm cái napkin mà nó cũng có 99 xe nào. Cho nên mà con cái của ta bằng lòng bán cái mối liên hệ của ta với chúng nó bằng mấy cái tờ giấy chùi miệng. Ví dụ McDonald's mua một cái hamburger thôi là 2 cái với lại thêm một cái gì đó với mấy đứa nhỏ khác. Thì mình kéo một cọc giấy bỏ lên trên bàn. Xài không hết. Mình thừa biết là mình sẽ không xài hết. Xong rồi mình còn lẩm bẩm bỏ nó uống. Cho nên bỏ vô trong ví đem ra xe để mình xài. Đối với mình thì chuyện này chuyện nhỏ. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Chúa. Và cảm ơn Chúa khi chia sẻ điều đó với Hội Thánh. Và trong cái giai đoạn đó chúng tôi nhớ chúng ta đã ăn năn trong nước mắt. Vì chúng ta phạm những cái tội và ăn cắp những cái chuyện gọi là giặt giảnh như vậy đó. Nó nhiều lắm. Trong sở làm văn phòng phẩm, lấy cái viết này, lấy mấy cái paper clip kia, đủ mọi thứ ấy. Mình xách về rồi mình nói cái chuyện này nó hãng nó giàu như vậy, mình làm cho nó thì bao nhiêu đây có thấm thía gì, không sao đâu, mình tự bào chữa lấy. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, ăn trộm là ăn trộm, ăn cướp là ăn cướp, rất là rõ ràng. Và khi tôi chia sẻ điều này với những người Mỹ, họ cười và nói không ngờ người Việt của mấy anh mấy cái chuyện nhỏ gì cũng ăn cắp. Thì tôi cười, tôi nói còn mấy cái túi ketchup với lại sweet low low ở trong cửa tiệm thì sao? Lúc bây giờ rồi, và người Mỹ họ không cắt, ăn cắp tâm xỉa răng. Mỹ họ không có xỉa răng ở ngoài đường. Cái chuyện đó của họ là họ dùng dental floss gì đó ở nhà đó, chứ còn ở ngoài tiệm ăn họ không có xài tâm xỉa răng xỉa. Nhưng mà ăn cắp mấy cái túi đường tinh đó, sweet and low đó, thì chúng ta thấy rằng họ cũng lấy mấy túi bỏ trong ví của mình để đem về nhà xài. Thì cũng lăn ra khóc. Mỗi văn hóa có những cái tội giặt giảnh khác nhau mà chúng ta đã bị ma quỷ nó che mắt và chúng ta nghĩ rằng
chuyện đó là chuyện nhỏ, chắc Chúa không kể đâu. Anh chị em, tội lỗi là tội lỗi. Và khi chúng ta nhìn thấy những điều này, có thể chúng ta sẽ rơi vào trong cái tâm trạng mình thấy tuyệt vọng ấy. Nếu mà như vậy thì làm sao mình có thể bắn đúng cái mục tiêu mà Chúa đã định cho mình? Mình sẽ trật mục tiêu hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa có một điều khích lệ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời, Ngài có cái kế hoạch để Ngài tha thứ và phục hồi chúng ta. Điều này cho chúng ta một cái sự khích lệ rất là lớn ở tại đây. Amen anh chị em. Chúa biết. Và Ngài cũng thừa biết chúng ta sẽ vấp ngã. Cho nên Chúa có những lời cảnh báo và có những đường hướng để chúng ta đối phó. Hãy nắm bắt, đừng lầm lờ đối với những cái lời cảnh báo của Chúa. Để biết rằng chúng ta rất dễ để phạm tội. Như chúng ta thấy ở tại đây, Phi-rơ chỉ đi theo Chúa xa xa thôi. Rồi ngồi với lại những người kẻ thù của Chúa. Thì không bao lâu chúng ta thấy rằng ông từ một cái chỗ là một cái người dám tuyên bố là đồng tù, đồng chết với Thầy. Chối Chúa một lần, chối Chúa hai lần. Rồi một giờ đồng hồ sau, chứ không phải là 10 năm sau, một giờ đồng hồ sau thôi. Chối Chúa và một tin lành khác nói rằng ông thề. Ông chẳng những là chỉ chối thôi mà ông thề là ông chưa bao giờ biết Đức Chúa Giê-xu là ai. Cái mức độ của phạm tội nó cũng gia tăng lên xem. Ban đầu nó là cái tội nhỏ nhỏ, mà tôi thường gọi là những cái tội bé bé xinh xinh. Tội này dễ thương á, không có gì là đáng kể. Nhưng khi chúng ta phạm tội, lương tâm của chúng ta bắt đầu nó chai lì đi. Thì nó sẽ đi đến những cái chuyện lớn hơn ở trong đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi của quá khứ. Ở trong Giăng chương 18, câu 15 đến 18 và 21 từ câu 1 đến câu số 19. Simon Phi-rơ và một môn đồ khác đi theo Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ này quen biết thầy tế lễ thượng phẩm nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân của thầy tế lễ thượng phẩm. Còn Phi-rơ thì đứng bên ngoài gần cửa. Vì vậy môn đồ kia, người quen biết thầy tế lễ thượng phẩm đi ra nói với người phụ nữ canh cửa rồi đem Phi-rơ vào. Người phụ nữ canh cửa nói với Phi-rơ, chẳng phải ông cũng là một trong các môn đồ của người ấy sao? Phi-rơ đáp, không phải tôi. Vì trời lạnh nên các đầy tớ và các thuộc hạ nhóm một đống lửa than rồi đứng sưởi ấm. Phi-rơ cũng đứng sưởi với họ. Chương 21 từ câu 1 cho đến câu số 19. Sau đó Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra với các môn đồ. Các môn đồ của Ngài bên bờ biển Tiberias. Vì Ngài hiện ra như sau. Simon Phi-rơ, Thomas gọi là Didim, Nathanael, người thành Cana trong miền Galilê, các con trai của Cebede và hai môn đồ khác đang họp lại với nhau. Simon Phi-rơ nói với họ, tôi đi đánh cá. Những người kia đáp, chúng tôi đi với anh. Họ đi ra xuống thuyền, nhưng trong đêm ấy không bắt được gì cả. Trời vừa sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng ở trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi, các con ơi, không có con cá nào sao? Họ đáp, thưa không. Ngài bảo hãy thả lưới bên phải thuyền thì các con sẽ được. Vậy họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi kéo lên không xoẩy. Môn đồ được Đức Chúa Giê-xu yêu thương nói với Phi-rơ, ấy là Chúa. Khi Simon Phi-rơ nghe rằng ấy là Chúa thì mặc áo ra vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một tay lưới đầy cá vì chỉ cách bờ khoảng 90 mét. Vừa bước lên bờ, họ thấy tại chỗ đó có lửa than với cá đang nướng ở trên và có bánh nữa. Đức Chúa Giê-xu bảo họ, hãy đem một ít cá mà các con vừa đánh được lại đây. Simon Phi-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn vào bờ. Dù cá nhiều như vậy, lưới vẫn không rách. Đức Chúa Giê-xu bảo các con hãy lại dùng điểm tâm. Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài ông là ai, vì họ biết ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu đến lấy bánh trao cho họ và cũng trao cá nữa. Đây là lần thứ ba Đức Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Khi ăn xong, Đức Chúa Giê-xu nói với Simon Phi-rơ rằng, Simon con của Giăng, con yêu ta hơn những người này chăng? Phi-rơ thưa vâng, thưa Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu bảo, hãy chăm sóc những chiên con của ta. Ngài lại hỏi ông lần thứ hai, Simon con của Giăng ơi, con yêu ta chăng? Phi-rơ thưa vâng, thưa Chúa biết rằng con yêu Chúa.
Đức Giêsu bảo, hãy chăng chiên ta. Ngài lại hỏi ông lần thứ ba, Simon con của Giăng ơi, con yêu ta chăng? Phi-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần, con yêu ta chăng? Ông thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Giêsu bảo, hãy chăm sóc chiên ta. Thật ta bảo thật con, khi con còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều này để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài bảo ông rằng, hãy theo ta. Cảm ơn Chúa vì hai phần Kinh Thánh để cho chúng ta thấy một lần nữa trong góc cạnh của sứ đồ Giăng, trong sự soi sáng của Chúa và sự sức giàu của Đức Thánh Linh, ông đã chép lại cho chúng ta một cách tóm tắt hơn, cũng là người ở trong cuộc. Thì chúng ta thấy tại đây là rõ ràng, ông Giăng là người có quen biết với gia đình của thầy Tế Lễ. Cho nên ông đi ra và sponsor, dắt tay Phi-rơ đi vô. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là ông lại có cái cơ hội để chối Chúa ở trước mặt cái người thiếu nữ đó. Nhưng mà Chúa không dừng lại tại đó với Phi-rơ và bỏ mặc ông. Nhưng mà chúng ta thấy có sự phục hồi. Và phần Kinh Thánh ở trong Phúc Âm Giăng chương 21 cho chúng ta thấy ông Phi-rơ, ông đã kinh nghiệm là Chúa Ngài phục sinh đã hiện ra với các môn đồ của Ngài, trong đó có Phi-rơ. Nhưng mà còn một vấn đề trong tấm lòng của ông chưa được giải quyết. Cái mặc cảm của tội lỗi chưa được giải quyết. Cho nên ông đi đến một cái quyết định. Ông trở lại với công việc mà mình quen nhất, để ông tìm một cái sự gọi là an ủi cho chính mình. Nhiều khi chúng ta làm cái việc gì mà mình quen làm đó, nó có thể cho chúng ta cái cảm giác của sự bình an. Mình cảm thấy mình có thể làm được một cái điều gì đó. Mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài cũng là đấng toàn năng biết hết tất cả mọi sự. Tôi tin rằng khi Phi-rơ đề nghị và các môn đồ khác đi theo đó, thì có lẽ Chúa Ngài ngăn chặn để không có con cá nào ở gần cái vùng đó. Cho nên họ cũng đã đánh suốt đêm mà không được con nào. Chúa Giê-xu Ngài muốn ôm lại cái sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời của Phi-rơ. Nên Chúa cho phép chuyện đó xảy ra. Rồi xong thì mặc dù họ không biết Chúa là ai, bởi vì cách xa như vậy 90 mét mà trời còn mờ mờ sáng. Nên Chúa Ngài bảo hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được cá. Cảm ơn Chúa, Chúa nhắc lại là có cá không? Họ trả lời là không có. Một lần nữa như chúng ta được nhắc nhở cái thất bại không có cá của một người đánh cá chuyên nghiệp là một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng rất là lớn. Có thể bực dọc, có thể khó chịu, có thể thấy mình thất bại. Mà Chúa Ngài cho phép chuyện đó xảy ra. Rồi Chúa Ngài bảo hãy thả lưới bên phải của thuyền. Kết quả là chúng ta thấy rằng họ bắt được nhiều cá. Thì chúng ta để ý đến tại đây là Phi-rơ chưa nhận biết liền. Nhưng mà ông Giăng học nhắc ông nói thầy đó. Ông nhớ đến cái kinh nghiệm lần đầu tiên Chúa gặp các môn đồ đầu tiên này. Và Phi-rơ liền biết được nhắc nhở đó và ông đã mặc áo, ông bơi vào trong bờ. Và chúng ta thấy tuyệt vời trong cái hình ảnh Chúa Ngài nấu ăn, làm bữa ăn điểm tâm đó. Rồi Ngài phát bánh, phát cá cho các môn đồ của Chúa. Sau đó thì sự phục hồi của Chúa cho Phi-rơ. Chúng ta không có nhiều thời giờ để chúng ta đi vào các phần chi tiết, đó là bao nhiêu chữ là Phileo yêu Chúa như là một tình bạn và bao nhiêu chữ Agape. Thì cái đó chúng ta không có thời gian để nghiên cứu một cái chi tiết. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài hỏi ông để xác nhận lại. Và đây là một trong những cách mà Đức Chúa Trời khi Ngài phán đó, thì luôn có cái việc này, đó là cái nguyên tắc của nhân chứng. Cứ đôi ba người nhân chứng thì việc được kiên lập. Ở đây Chúa hỏi ông ba lần. Và tôi tin rằng Chúa muốn ông xác nhận và được nhắc nhở để ông nhận biết. Ban đầu ông cũng dõng dạc mạnh mẽ thưa rằng con yêu Chúa. Nhưng mà đến lần thứ ba thì ông nói rằng Chúa biết. Và tôi tin rằng Chúa Ngài dắt ông đi từng tiến trình một để nhắc cho ông, để ông nhớ đến cái chuyện mà Satan sàng sải ông đã thất bại. Ông nghĩ rằng mình yêu Chúa, mình có thể đồng tù, đồng chết với Thầy. Nhưng ông đã thất bại. Bây giờ Chúa Ngài muốn giúp đỡ cho ông thấy một điều, đó là Chúa biết. Mà nếu Chúa biết mà Ngài vẫn có mặt ở tại đó để phục hồi ông, thì ông biết rằng ông đã được tha thứ, ông được phục hồi. Đây là một trong những điều mà chúng ta trong bước đường đi theo Chúa, chúng ta cần nhắc nhở chính mình.
thất bại, bắn trật mục tiêu của Chúa đã dành cho đời sống của chúng ta là việc xảy ra cho tất cả chúng ta. Chúng ta không bao giờ được miễn trừ. Không ai được miễn trừ hết. Để chúng ta nhớ như vậy. Thứ hai, nếu chúng ta không bám sát lấy Chúa đó, thì tất cả chúng ta đều sẽ có cơ hội để phản Chúa hay là vấp ngã. Để tôi thường nhắc với anh chị em, nếu Satan nó cứ tăng giá nó lên mà nó cám dỗ chúng ta đó, thì không ai trong chúng ta đứng nổi hết đó. Cho nên lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu cho Phi-e-rơ đó là Ngài cầu nguyện để đức tin của ông không kém, không thiếu. Để ông có thể quay về. Và xin Chúa cho chúng ta có một cái lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu đấng vào lòng thương xót hay tha thứ. Để chúng ta dù vấp ngã, nó tức tưởi hay là không. Mình thấy đáng lý ra cái này mình có thể thắng được mà sao? Mới ở trong nhà thờ mình đã chạy lên, mình cầu nguyện, mình xin sự sức giàu của Chúa để mình sẽ sống mạnh mẽ cho Chúa. Và trên đường về cái là đã ngã rồi. Mới ra khỏi nhà thờ, bà vợ bà mở miệng lên một cái, bà nói một câu sốc ốc, cái là ầm ầm lên ở trên xe rồi. Mình thấy, oh no, sao mình lại có thể ngã một cách tức tưởi như thế này? Mình hứa là mình sẽ sống cho Chúa mà. Mình sẽ là như thế này, như thế kia. Và chúng ta nhớ một điều là chúng ta có thể, tất cả chúng ta đều có thể vấp ngã hết. Trừ trường hợp, Chúa thêm sức, Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và sự cầu nguyện của Chúa Giêsu Ngài cầu thay cho chúng ta hiện tại ở trên thiên đàng. Ngài đang ngồi bên hữu Chúa Cha và đang cầu thay chúng ta. Chúng ta đón nhận điều đó, chúng ta mới có thể thắng được trong đời sống của mình. Amen anh chị em. Và tôi khuyến khích anh chị em điều này. Chúng ta học được bài học này từ nơi cuộc đời của Phi-e-rơ. Một người rất gần Chúa, một người rất yêu Chúa, một người rất can đảm. Nhưng ông có thể ngã như vậy. Thì chúng ta hãy nhớ rằng mình cũng có thể ngã. Cho nên đừng tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Khi nào mình nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ ngã là lúc chúng ta sẽ ngã liền. Nhưng mà khi chúng ta nói rằng tôi có thể ngã, bám theo Chúa, nhờ cậy Chúa, cầu nguyện gần gũi Chúa, chúng ta sẽ giữ được cái sự đắc thắng của mình. Thì khi chúng ta yếu là lúc chúng ta mạnh nhất. Khi chúng ta biết mình yếu, mình sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Amen anh chị em. Thứ hai là chúng ta nhớ cái điều này. Khi chúng ta vấp ngã, đừng bỏ chạy. Hãy để cho lời của Chúa và bản thể của Chúa cho chúng ta thấy Ngài là đấng hay thương xót và sẵn sàng tha thứ để chúng ta quay trở lại với Chúa. Giải quyết tội lỗi để được phục hồi. Để rồi chúng ta lại tiến bước ở trong bước đường đi theo Chúa. Amen anh chị em. Satan sẽ cám dỗ chúng ta và khi chúng ta phạm tội nó sẽ lên án chúng ta. Nó sẽ chà đạp chúng ta. Mày bỏ Chúa cho rồi đi. Đi nhà thờ làm cái gì nữa vân vân. Nó muốn chúng ta buông tay. Nhưng mà nghe điều mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho Phi-e-rơ cũng như cho mỗi người chúng ta. Chúa biết ông sẽ phạm tội. Trước khi gà gái, người sẽ chối ta 3 lần. Simon Phi-e-rơ, Satan đòi sàng sải người. Nhưng mà ta cầu nguyện để đức tin của người không kém. Có một đấng yêu thương chúng ta biết những cái yếu đuối của chúng ta. Và Ngài cũng là đấng có thể yểm trợ chúng ta và sẵn sàng tha thứ khi chúng ta quay về. Cho nên lập tức ăn năn quay về với Chúa. Đừng ương ngạnh và chúng ta sẽ đi vào trong tình trạng như của Judas Iscariot. Là đi và không có cơ hội trở lại nữa. Thì ông đi ra và tự giải quyết lấy cuộc đời của mình. Xin Chúa ban phước. Các em đang chờ chúng ta cho nên chúng ta phải tạm ngưng tại đây. Phần còn lại trong bài học các câu hỏi áp dụng. Trong Thánh Kinh mùa hè năm nay có một cái lời khích lệ là chúng ta nên viết nhật ký. Đây cũng là một cái thói quen cần thiết ở trong đời sống của người đi theo Chúa. Chúng ta nên viết lại cái nhật ký của mình hôm nay. Mình học được cái gì từ nơi Chúa, mình đã cầu nguyện điều gì. Và quan sát xem Chúa đáp lời ra sao. Thì nó sẽ là một cái tài liệu rất là quý cho chúng ta khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình. Chúa ban phước trên anh chị em. Và chúng ta sẽ cùng với các em chia sẻ điều mà các em học hỏi trong ngày hôm nay với chúng ta. Chúa ban phước. Xin kính chào anh chị em theo dõi trên mạng. Chúa bình an. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.